quay lại gần cái vùng phá, hướng đến vùng phá, cho nên con sóng bị giảm, tức là rít là phá chỗ này nè, cho con sóng tăng nó phá như này, rít chỗ này nó phá đây, đi lên rồi nó tăng mở rộng, con sóng nó giảm xuống thì nó giảm cái vùng, cái mức cản tâm lý của nó, mức cản thì gọi là giảm rít, rít test kiểm tra lại vùng phá, tức là nào, cái tên nó là vậy, cái tên nó vậy thì cái này nói tên con sóng rộng test biết nó nằm trên đây. Nhớ hình này. Khi giảm xuống nó có thể là giảm phá luôn, nó chạy thẳng xuống tùy mà con sóng nó chạy thì mình đâu có biết được, đúng không? Thì nó giảm thẳng mạnh từ trên tay xuống leo vào vùng đó, lại vào vùng mà win R7 chọn thẳng thì nó gọi là giảm điều chỉnh vào vùng đó, nha, vùng giá đầu đó là giảm điều chỉnh. Nếu nó chạy luôn thì nó qua khỏi sự điều chỉnh thì nó là mở rộng, nó vậy đó, gọi là nhắm giảm mở rộng. Không, tuy nhiên ở đây, nơi này là mình dự đoán nha, giả sử tới đây